trong đội hình của cao thủ 3FC ngày hôm nay có sự có mặt của cầu thủ Mao số 6, đội trưởng Lê Khoa. Cú dứt điểm, bàn thắng đến rất nhanh. Pha làm bàn dành cho cao thủ Phước Vân. Người mở tỷ số vừa rồi đó là cầu thủ Mao số 10, Suzuki của Phước Vân. Bàn thắng mở rất sớm, mở ngay những tình huống đầu tiên của trận này. Quang Sơn ở trận đấu trước tại sân bóng đá của Hiệp Hòa Phước. Cú 1-0. Quả là bàn rất mơ mực. Cú dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ Mao số 13. Đó là Văn Lộc của cầu thủ 3. Là đá Văn Lộc xuống xa, lần này thì bóng đi ra ngoài. Gagalu. Cục đá phạt ở khu vực giữa sân. Và nói cách khác thì nó là một pha dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Suzuki lùi về rất nhanh, pha can thiệp tốt. Đây là Văn Lộc, đây rồi. Và tăng bóng rất nhẹ. Và bóng đã tìm đến cột dọc rất đáng tiếc. Một pha lùi về rất nhanh. Suzuki, sút nhảy của Suzuki thôi, không dứt điểm mà lại đưa bóng sang cánh trái dành cho Bình Hiếu. Kết quả. Chuyền của Thanh Chiến. Ngày hôm nay thì Lukaku đã khiến cho những cú dứt điểm của Lala Suzuki nguy hiểm. Một đến ba cầu thủ, thậm chí là bốn cầu thủ về thế Phương Vân băng lên. Bình Hiếu chuyền dài của Bình Hiếu toàn diện. Đây rồi, 2-1 cho cao thủ của Phương Vân và đó lại là Suzuki. Chỉ cần một quả trống xuất hiện thôi thì mọi thứ đã trở nên rắc rối về với khung thành của cao thủ 3. Một quả bóng mà Suzuki là xuất hiện ở ngay trước vòng cấm của Lukaku và không có bất cứ một sự tác động nào, can thiệp nào đến từ các cầu thủ hoặc người bên phía áo vàng xanh. Bình Hữu. Anh Duy khá tốt, đó là Minh Khang. Cú sút xa. 3-1 và đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ mới được tung vào sân ở trên băng ghế Duy, Đinh Mạnh Khang. Đến lúc này thì cao thủ bên phía Phước Vân họ đã biết cách để gia tăng khoảng cách ở trên bàn tỷ số của mình. 3-1 nhìn lại lên bóng rất nhanh cho Hoàng Thiện. Suzuki, Hoàng Thiện và là bóng lan xa dành cho Suzuki. Đường chuyền dài, cơ hội đến rồi. Góc sút đang hẹp hơn rất nhiều. Đó là pha bóng xuống tốt dành cho
Minh Hiếu. Đường truyền dành cho đoàn văn hậu đối bắt dứt điểm rất nhẹ nhàng, nhưng đó là pha ghi bàn dành cho số 18 đoàn văn hậu. Một cầu thủ rất nhiều vàng trong trận đấu của Phước Vận vừa rồi đã giúp cho đội bóng của anh cùng với đồng đội có bàn thắng thứ tư ở ngay phút thi đấu thứ 40, phút thi đấu chính thức cuối cùng. Pha trả bóng tinh tế nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Đường truyền hỏng, Bình Hiếu, 3-3 cho các đội Phú Vân. Anh Duy, lợi thế cho các đội Phú Vân, vẫn là anh Duy. Bảo Trọng đây rồi. 5-1, 5-1 và đó là pha bóng xuất sắc dành cho trung vệ số 8 anh Duy. Ở hiệp 1 thì anh Duy là cầu thủ thi đấu thấp nhất trong đội hình của đội bóng áo xám. Nhưng hiệp 2 được đẩy lên đá cao và có bàn thắng cho riêng mình với nỗ lực ở tình huống vừa rồi. Và đó là pha làm bàn thứ 5 cho Phước Vân hàng đại sân bóng Hà Nội. Đây là phút thứ 17 vừa đấu thứ hai và tỷ số đang là 5-1 đưa về Phước Vân. Vẫn đang tấn công rất miệt mài đến từ cao thủ áo xám. Quả trống xuất hiện xuống xa, bóng đi khá hiểm và đó là cú đúp dành cho số 8 anh Duy. Cú dứt điểm và long xa, dù cho anh Lukaku đã có thể đổ người hết tầm với nhưng không thể cướp đùa cho màn lưới của các thủ ba. Nỗ lực bóng trong cuộc chơi, bật nhà tốt và lốc dứt điểm. Không phải là một tư thế thuận lợi như vừa rồi, đó là pha xử lý tốt của số 13 Văn Lộc. Ngọc Bảo, Văn Hậu rất mềm mại cho Văn Hậu và buộc phải có giải pháp của Phước Vân. Cú sút thẳng phạt góc của số 18 Hữu Hoàng, qua người tốt của Hữu Hoàng dứt điểm, lại là thủ thành thành công. Một trận đấu điều đây có phải là đấu thứ tư hay không? Cú Coutinho đã chọn vị trí rất chính xác và để quân hòa cho thành công. Thủ thành Phan Hồng, nhưng bây giờ thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của cao thủ 3C và Phước Vân tại sân đá Hữu Đảo Sport trong mùa này. Tỷ số chung cuộc là 6-1 nghiêng về cao thủ Phước Vân. Họ vẫn đang thể hiện là đội bóng khá mạnh ở tại nước Long An và chúng ta vừa trải qua một trận đấu hấp dẫn trong buổi tối ngày mai nữa tại sân đá Hữu Đảo Sport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và lệch ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 19 giờ trận cầu hấp dẫn của